Kính thưa quý vị, đây là cô bé Danh Thị Pha, 13 tuổi, ở ấp Đầu Sáu Tay, xã Lộc Ninh, huyện Hóc Dân của tỉnh Bạc Liêu. Thiếu tình thương của cha từ khi mới lọt lòng, mẹ đi thêm bước nữa. Từ đó đến nay, cô bé sống chung với ngoại. Những ngày qua, bạn bè đồng trang lứa đã tụ trường, bước vào năm học mới, thì cô bé đáng thương này phải dở dang chuyện học hành. Ngày ngày vẫn phải lủi thủi một mình với gánh nặng mưu sinh và chăm sóc cho bà ngoại đã già yếu. Thiếu vắng tình thương của cha khi mới hơn 3 tuổi, còn mẹ bước thêm bước nữa. Vậy là Danh Thị Pha phải sống với ngoại từ lúc 4 tuổi cho đến nay. Cuộc sống nghèo khó, đơn chiếc. 3 năm nay, khi mà đôi mắt của bà ngoại không còn thấy được ánh sáng, thì tất cả gánh nặng, cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai của cô học trò bé nhỏ này. Lúc chúng tôi đến thăm nhà cũng là lúc em vừa đạp xe hơn 20 cây số đi thăm mẹ ở huyện Phước Long. Món quà mà người mẹ nghèo tặng cho con gái vượt đường xa đến thăm nhân dịp đầu năm học mới là 20.000 đồng cùng mấy cuốn sách giáo khoa lớp cũ mà mẹ em đã xin được từ một người hàng xóm tốt bụng. Trong đó có những cuốn sách đã sức bao bìa, nhưng nó lại là món quà quý đối với cô bé có hoàn cảnh bất hạnh này. Các bạn thì có cha mẹ quan tâm chăm sóc, con thì không có, chỉ có tình thương của bà ngoại. Con không có trách, tại mẹ con cũng khó khăn, không có còn phải lo cho hai đứa em sao, cha sao, con thì cũng tật nguyện nên không làm gì được nhiều. 3 năm nay, những chiếc đọt trọi trở thành nguồn sống của hai bà cháu. Và cho biết, một năm 12 tháng thì 3 tháng hè là khoảng thời gian mà hai bà cháu thường có đủ gạo để ăn. Vì được nghỉ hè có thể đi hái đọt trọi từ sáng đến chiều. Hơn nữa là vào mùa mưa nên đọt trọi có nhiều, dễ hái. Em sợ nhất là mùa khô, trên các khu vườn tạp ít có đọt trọi, lại phải đi học một buổi. Thời gian hái đọt trọi chỉ một buổi nên hai bà cháu thường thiếu gạo ăn. Nắng mưa cực nhọc pha không ngại, điều mà em lo sợ nhất đó là ngoại tuổi già thường hay đau bệnh. Trong khi hai bà cháu không đủ tiền mua gạo ăn, thì việc chạy chữa thuốc thang càng khốn khó hơn. Không chỉ vậy, căn nhà tình thương được nhà nước tặng từ năm 2006, nay đã xuống cấp không còn ở được, nên hai bà cháu che căn chòi lá kế bên để ở. Căn chòi lá này giờ đây cũng không còn lành lặn, nên hai bà cháu thường chịu cảnh mưa tạt gió lùa. Kiếm tiền để mua thuốc, nếu không ngoại sẽ còn bệnh nặng hơn. Con rất sợ, con sợ không ai quan tâm, ngoại bỏ rơi con một mình. Con hái đọt trọi và những dụng cụ, những loại mà có thể cho mọi người dùng trong bữa ăn. Con lo nó sẽ không lên nữa. Nếu mà không có thì con không có tiền đâu mà lo cho con đi học. Bà ngoại của em Danh Thị Pha cho biết, trước đây khi đôi mắt còn sáng, bà làm mướn nuôi cháu. Nhưng 3-4 năm nay mắt bà bị cơm đá, không có tiền đi phẫu thuật, nên giờ đây gần như không còn nhìn thấy được. Gia đình bà thuộc hộ nghèo của xã. Do nghèo khó nên 3 người con của bà Huệ đi tha phương cầu thực. Cuộc sống khó khăn nên cũng không giúp đỡ được cho bà và đứa cháu cút côi. Ra đường đồ đó, trời nắng nó không có thấy đường thì tôi đi té gì đó. Hồi mới bác sĩ đã khám rồi nói mắt tôi là bị mắt này còn đá gì đó. Nói kêu đi mổ đi mà nghẹt, tôi nghèo quá, tôi không có tiền lo đó, tiền cho cháu ngoại đi học đồ. Hồi mới để vậy. Cuộc sống dù khó khăn vất vả, nhưng chưa bao giờ em Danh Thị Pha oán trách hay buồn lòng. Điều đáng quý ở cô học trò nghèo này là tinh thần hiếu học, sự hiền lành, chất phác. Đã có không ít lần bụng đói đến lớp, nhưng Pha rất ít khi vắng buổi học nào. Nhờ vậy mà những năm học qua, em luôn đạt danh hiệu khá giỏi. Không có tiền lo mua gạo, con phải để tiền nó mua gạo cho ngoại. Khi đến trường con rất mệt, con muốn về nhà nhưng mà con không thể về được. Con phải cố gắng học, nếu con nghĩ sẽ thiếu bài, không học lỗi mấy bạn. Con có ước mơ là sẽ sau này con sẽ lớn hơn, con sẽ làm bác sĩ để một phần là lo cho cuộc sống và gia đình, chữa bệnh cho những người nào gặp khó khăn như gia đình của con.
con sẽ chữa bệnh miễn phí cho họ. Không vì cái sự khó nhọc đó mà em lại nỗ lực và có ý chí vươn lên. Thì trong một cái buổi tình cờ tôi sinh hoạt 15 phút đầu giờ thì tôi thấy em gục trên bàn. Và tôi có hỏi em là em nói em bị đau bụng. Nhưng mà khi mà tôi nói đi xuống y tế học đường á thì em nói khỏi thầy ơi, điều tra ra thì tôi mới biết là sáng nó chưa có ăn gì hết trơn á. Hỗ trợ cho em cũng rất là nhiều về tập sách khi đến trường, về quần áo. Từ giả gia đình em Danh Thị Pha ra về mà chúng tôi cảm thấy nghẹn ngào pha lẫn sự trân quý đối với tấm lòng và nghị lực của cô bé 13 tuổi này. Chúng tôi xin được gửi gắm câu chuyện về hoàn cảnh khốn khó của hai bà cháu em Pha và ước mơ của em đến các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Với hy vọng mọi người có thể sẻ chia, giúp đỡ cho hai bà cháu có cuộc sống ổn định hơn, để em Pha có thể tiếp tục đắp sách đến trường, viết tiếp ước mơ của cô học trò nghèo vượt khó.